Mình sẽ làm video về cách ướp thịt để làm nem thính, nem tai, nem bì heo và lộn, hay gọi là lộn nem thính nhé. Để làm cái này thì các bạn trước tiên chuẩn bị cho mình là bì heo, tai heo, mũi heo, thịt heo, loại nào cũng được đấy. Đây là mũi heo và thịt heo. Mình đã thái mỏng và nhỏ. Cách ướp này thì các bạn dùng cái ướp thịt nhé, để trộn với thính ấy, nó rất là đơn giản thôi, và ăn luôn cũng khi ướp xong mình có thể dùng luôn đấy. Ướp thì gia vị rất là phổ biến nhưng không thể thiếu ớt và chanh, hạt tiêu nữa. Để trước khi ướp thì mình sẽ dùng là muối và mắm, là mình sẽ ướp đầu tiên. Nửa thìa cà phê muối bột canh, một thìa cà phê nước mắm, với đây là khoảng 400 g thịt tai mũi heo thái sẵn, mình vừa thái xong ấy, với nửa thìa cà phê muối này, bột canh này, một thìa cà phê nước mắm này, nửa thìa cà phê bột ngọt này, một thìa cà phê tiêu này. Tiêu trong món này ăn nó sẽ rất là ngon và thơm ấy. Một thìa cà phê tiêu vào nhé. Các bạn trộn đều lên cho mình. Sau đó các bạn cắt ớt và cho chanh vào là được. Mình cho bột ngọt rồi cho nên mình không cho đường nữa. Nhưng các bạn nhớ nhé, nguyên liệu chỉ gồm có này, muối này, muối trắng hoặc là muối bột canh này, hạt tiêu này, nước mắm này, bột ngọt này. Bạn nào thích ngọt hơn thì cho thêm chút xíu đường nữa, không thì chỉ vậy thôi. Thực ra cho thêm một ít tỏi băm cũng được, nhưng mà tỏi thì mình ăn sống thì mình thấy nó hơi hắc cho nên mình không cho vào, mình chỉ cho chanh và ớt thôi. Nguyên liệu thì rất là đơn giản như vậy. Rồi các bạn đảo đều lên cho nó ngấm nhé. Đảo đều lên thôi, cái này trước nhá. Bây giờ mình sẽ cho chanh vào luôn cùng. Chanh thì các bạn dùng cho mình nước cốt của một quả chanh nhé. Bỏ hạt đi nhé. Khi ăn thì các bạn lấy nạc sung, bánh tráng hay là bánh đa nem ấy, các bạn quấn nhé, cùng nhé. Và ăn rau cùng rau húng, húng chó hay là húng bạc hà đều được nhé. Cái món này thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi, giờ các bạn đảo đều lên và cắt cho mình quả ớt vào là được. Mình sẽ có được cái phần trộn rồi. Và sau đó các bạn chỉ cần rắc thính lên là được nhé. Nhưng mà cứ để này khoảng 10 phút cho nó ngấm thì sau đó mình mới rắc thính lên nhé. Đây, cắt ớt. Cắt bên kia để bỏ cái hạt đi. Hạt ớt thì không tốt cho dạ dày của chúng ta, cho nên chúng ta bỏ cái hạt đi. Để cho nó khoảng 10 phút cho nó ngấm nhé. Cái món này thì hầu như ông bố, ông chồng nào cũng thích ăn ấy, và hầu như mọi người đều thích. Nó rất là đơn giản thôi. Và nhà mình hầu như tuần nào cũng sẽ phải làm một bữa. Không tai thì mũi, không mũi thì ba chỉ. Thậm chí có hôm làm cái thịt thăn ấy. Nhưng mà phải những cái, hoặc là bì heo ấy, bì heo ấy. Chứ còn nếu làm cái thịt thăn thì không cho thính, chỉ bóp chua ngọt như này thôi. Đó, xong rồi nhé, thính thì ở đây là thính gạo nhé các bạn nhé. Thính gạo là gì? Là gạo, nếp gạo tẻ. Các bạn ngâm 1 đến 2 tiếng, sau đó các bạn để cho ráo nước và các bạn mang đi xay.
xay như xay bột trẻ con ấy, hoặc là xay thật nhỏ trên máy xay sinh tố. Tính hết tính rồi nên sẽ không được khô lắm, nhưng vẫn còn rất là ngon ạ. Nhớ là các bạn chỉ cho một chút xíu nước mắm như mình ấy, một thìa cà phê thôi nhé, để cho nó không bị ướt quá ấy. Và nước cốt chanh cũng vậy, cho quả chanh nhỏ nhỏ như vậy thôi. Còn thêm một chút xíu dính thính nữa thì sẽ ngon hơn nhiều ấy. Như như này cũng là rất là ngon rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nhé. Là xong rồi đấy ạ. Nêm trộn thính đấy ạ. Và thính vào thì nó sẽ thơm hơn nhiều ấy. Nhiều người lại thích ăn ít thính, cho nên nếu mà như này có nhiều người lại rất là thích ấy, vì ít thính thì ăn nó sẽ đậm cái vị thịt hơn ấy. Các bạn quấn với lá sung này, rau thơm này, mùi húng này, bánh tráng này, hay là mình đoan em ấy, rồi chấm với nước mắm tỏi ớt, mắm chua ngọt ấy, như nước mắm chấm ra em ấy, thì sẽ rất là ngon cái món nem thính này nhé. Cách ướp thì vô cùng đơn giản. Uống bia, ăn cơm đều được nhé. Quấn với bún cũng được. Thêm một chút xíu thính nữa, một thìa ăn phở thính nữa thôi là món này sẽ không bị ướt như này. Nhưng mà như thế này cũng là rất là ngon rồi đấy. Mình không kiểm tra hết thính không biết. Vì lúc nào cũng làm món này nên là rất hay để thính nhé. Mình cứ nghĩ là nhà vẫn còn. Giờ mình sẽ dừng video nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Cái cách này chủ yếu là chia sẻ cách ướp đấy nhé.